Chương 5776, Thiện Lương Nhân Từ. Tần Trần cười nhìn theo Tả Khô hội trưởng cùng Huyết Mãng đại đế, thần sắc vân đạm phong khinh. Tát La ra đi tới Tần Trần bên cạnh, nhìn Tần Trần trong tay Huyết Mãng đại đế chi tâm, không nhịn được lè lưỡi liếm liếm. Ta giao, ta giao. Huyết Mãng đại đế thấy thế vẻ mặt trắng bệch, vội vàng nhìn về phía Tả Khô hội trưởng, lo lắng nói, hội trưởng. Nếu để cho bản thân đại đế chi tâm cho trước mặt này khoa mạc đa thú cho thôn phệ, vậy mình liền thật không có hy vọng. Lúc này toàn bộ Nam Nguyên Thành rất nhiều cường giả ánh mắt đều quán trú ở chỗ này, tuy là bị xảo trá là Khô Lâu hội người, có thể rất nhiều đại đế đều cảm thụ được áp lực vô hình, thậm chí ở vào Thanh Loan cơ giới trong pháo đài Lam Ly cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mơ hồ cảm giác mình đại đế chi tâm cũng đều có chút đang phát run. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều cường giả đều ý thức được, Nam Nguyên Thành sợ là tới một cái khủng bố nhân vật. Thế nào, có đáp ứng hay không? Bản tọa kiên trì thế nhưng có hạn. Tần Trần nhẹ nhàng đem chơi trong tay đại đế chi tâm, gần giống như vuốt vuốt một viên món đồ chơi đồng dạng. Hội trưởng vậy có, hội trưởng vậy có. Huyết Mãng đại đế lo lắng, vội vàng thì nhìn về phía Tả Khô hội trưởng. Được, 10 vạn đế tinh, ta giao. Tả Khô hội trưởng híp mắt, khoát tay, một cái không gian bảo vật cũng đã bay về phía Tần Trần, xin thỉnh bằng hữu bỏ qua Huyết Mãng. Này cái không gian bảo vật rơi vào Tần Trần trong tay, Tần Trần cảm nhận đảo qua, liền đã thấy trong thật chỉnh tề đôi thế từng khối ẩn chứa thuần túy đại đế khí tức tinh thạch, mỗi một khối trong tinh thạch đều ẩn chứa một tên đại đế ngưng luyện cao cấp nhất đạo tác lực lượng bản nguyên, tổng cộng 10 vạn mai. Khó trách này đế tinh có thể trở thành là vũ trụ hải trong đỉnh cấp đồng tiền thông dụng. Chỉ là đảo qua một viên đế tinh, Tần Trần chính là có chút giải khai, một khỏa đế tinh trong ẩn chứa là một gã đại đế bản nguyên đạo tác, như vậy một viên đế tinh lưu truyền ra đi, đối với cùng cảnh giới cường giả đều có không ít ích lợi, đối với một ít đỉnh phong siêu thoát càng là vô cùng chân quý. Có thể nói, nếu như có đủ đế tinh thu nhận cùng thanh tẩy, giống như Thác Bạt lão tổ bực này đỉnh phong siêu thoát, bước vào đại đế cơ hội, sẽ đến gấp trăm lần, nghìn lần đề thăng. Bằng hữu, đế tinh ta đã cho, Huyết Mãng đại đế chi tâm. Tả Khô hội trưởng không nhịn được đối Tần Trần mở miệng, rất sợ Tần Trần đổi ý. Tả Khô hội trưởng ngược lại sảng khoái, bản tọa tự nhiên nói lời giữ lời. Tần Trần cười cười, tay phải thuận tiện vung, kia khỏa đại đế chi tâm liền hóa thành một vệt sáng phút chốc bay vào đến Huyết Mãng đại đế thân thể lỗ thủng trong, vù vù một tiếng, Huyết Mãng đại đế thân thể rất nhanh thì khôi phục, thân lên liên tục suy yếu khí thức cũng lần nữa khôi phục, tuy là còn có chút suy yếu, nhưng ít ra không có cảnh giới rớt. Đa tạ hội trưởng, Huyết Mãng đại đế thở phào, có chút sợ hãi mắt nhìn Tần Trần, sau đó nhanh chóng đứng ở Tả Khô hội trưởng phía sau, tuy là cầm lại bản thân đại đế chi tâm, nhưng Huyết Mãng đại đế là không dám sẽ cùng Tần Trần có nửa điểm kiêu ngạo. Thấy như vậy một màn, Tát La ra đập đập miệng, thần sắc có chút thất vọng. Tả Khô hội trưởng thấy thế, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tần Trần, lộ ra mơ hồ sát ý. Mọi người trong lòng dùng mình, ánh mắt đều quán trú tại Tả Khô hội trưởng trên thân, dùng Tả Khô hội trưởng thực lực, lúc trước sở dĩ đáp ứng Tần Trần, cực lớn có thể là vì cứu Huyết Mãng đại đế bị bức bất đắc dĩ. Hôm nay Huyết Mãng đại đế chi tâm đã tới tay, này Tả Khô hội trưởng là nhịn xuống, vẫn là bạo khởi động thủ. Đây là mọi người mong đợi nhất. Tả Khô hội trưởng ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Tần Trần rất lâu, cuối cùng chắp tay một cái. Bằng hữu thực lực, Tả Khô bội phục, này 10 vạn đế tinh bồi cho bằng hữu, Tả Khô tâm phục khẩu phục, chuyện hôm nay, ta ngươi trong xem như là một cái hiểu lầm, hy vọng bằng hữu chớ để ở trong lòng. Tả Khô hội trưởng trầm giọng nói, mọi người sắc mặt đều là cả kinh, này Tả Khô hội trưởng, cư nhiên kinh sợ. Lúc nào Tả Khô hội trưởng tốt như vậy nói, tuy là Huyết Mãng đại đế chi tâm cầm về, có thể Ngô Ngỗi đại đế chi tâm là kết thật thật bị bóp vỡ a. Trận chiến này, Khô Lâu hội không những tổn thất 10 vạn đế tinh, càng là tổn thất một cái sơ kỳ đỉnh phong đại đế, cứ như vậy nhẫn. Khô Lâu hội tại Nam Nguyên Thành nhiều năm như vậy, sát lục rất nhiều, dựa vào thế nhưng như chó điên thủ đoạn, lần này cư nhiên nhận thua. Tần Trần cũng là có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn này Tả Khô hội trưởng. Có ý tứ. Bất quá có đôi lời ta còn muốn cảnh cáo bằng hữu giành lại người này, chỉ sợ cũng vì một kiện đồ vật chứ. Tả Khô hội trưởng liếc La Na, vật kia, không giống bình thường, bằng các hạ một người sở thích, sợ là ăn không vô, huống chi người này cùng Thái Nhất Thánh Địa có chút quan hệ, nếu như nàng rơi vào Thái Nhất Thánh Địa tay, các hạ còn muốn nhúng chàm vật kia, sợ sẽ là ý nghĩ hão huyền, khà khà, nói tận hơn thế, cáo từ. Tả Khô hội trưởng giọng nói rơi xuống, xoay người rời đi. Huyết Mãng đại đế cùng trọng thương Ngô Ngỗi đại đế cùng với Hắc Thập một đám người cũng là vội vàng theo sau, nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đại nhân, người đã đắc tội, cái này thả bọn họ đi. Tát La ra có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Trần, tại hắn tự điển trong, cây này địch hoặc là không đắc tội, sẽ đắc tội liền phải nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại đại nhân để Khô Lâu hội ăn lớn như vậy một thua thiệt, nhưng lại để cho đối phương như vậy yên ổn rời khỏi, sợ là sẽ vô cùng hậu hoạn. Ha ha, còn nhiều thời gian, gấp gáp cái gì? Tần Trần nhìn Tả Khô hội trưởng biến mất bóng lưng, tiếu tiếu nói. Đối Tả Khô hội trưởng cử động, khác ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn. Này Tả Khô hội trưởng, ngược lại thật có thể nhẫn. Tần Trần suy nghĩ, bất quá, nhưng cũng căn bản không có để ở trong lòng. Ai sẽ đối con kiến hôi để tâm đây? Này đế tinh khó trách như vậy nổi tiếng, xác định là đồ tốt, nếu là có thể có đầy đủ đế tinh, sợ là ta tu vi cũng có thể có không ít để thăng. Tần Trần nhìn trong tay không gian bảo vật, này Tả Khô hội trưởng thuận tay liền lấy ra 10 vạn đế tinh, sợ là khác mấy năm nay tích lũy tài phú, còn có càng nhiều. Đi thôi, Tần Trần mang theo Tát La ra hướng Nam Nguyên Thành đi tới, La Na cũng vội vàng theo sau. Đi qua lúc trước một lần, cửa thành căn bản không người dám can đảm ngăn trở, ào ào nhường đường con đường, đều cung nghênh một dạng nhìn Tần Trần một nhóm đi vào Nam Nguyên Thành. Siêu, Tần Trần một nhóm vừa mới đi vào Nam Nguyên Thành, nơi xa liền có hai đạo lưu quang lướt tới, nháy mắt rơi vào Tần Trần một nhóm trước người. Trong một người là một nữ tử, người mặc một bộ áo bào trắng, đem người bao phủ nghiêm nghiêm thật thật, nhưng rộng lớn áo bào trắng dưới, mơ hồ thấy rõ một cái có lồi có lõm uyển chuyển vóc người như ẩn như hiện, cho người ta một loại lại tinh khiết lại muốn cảm giác. Tại nữ tử bên cạnh, lại là một tên người mặc huyền bào lão giả, râu tóc hoa râm, nhưng trên thân lại tản ra nồng nặc sơ kỳ đỉnh phong đại đế khí tức, trong lúc giở tay nhấc chân cho người ta một loại hùng hậu cảm giác. Cô, thấy nữ tử, La Na tức khắc kích động lên tiếng. Lão phu thái nhất thánh địa Khả Lục, gặp qua hai vị bằng hữu, lúc trước đa tạ nhị vị bảo hộ tại hạ chất nữ, lão phu đích thực vô cùng cảm kích. Lão giả hướng về phía Tần Trần chắp tay, một bên nữ tử cũng vội vàng khom lưng thi lễ một cái. Ồ, các ngươi là cô nương này thân nhân, Tần Trần cười nói. Đúng vậy, lão giả thở dài một tiếng, Khô Lâu hội Tả Khô hội trưởng bá đạo khác thường, tại Nam Nguyên Thành luôn luôn hoành hành quen, gian dâm thành tính, nghĩ không ra lần này cư nhiên để mắt tới La Na chất nữ, nghĩ đến là chất nữ khuôn mặt đẹp để cho hắn thèm muốn, lần này nếu không phải bằng hữu, tiểu chất sợ là muốn nguy hiểm. Kha kha, chỉ là bởi vì thèm muốn người này khuôn mặt đẹp sao? Tát La ra cười hắc hắc, chuyện này, lão giả trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần cười, La Na, nếu như đây là chi viện ngươi nói, ngươi liền đi qua đi. Đúng, La Na hướng về phía Tần Trần cùng Tát La ra khom người chào, đa tạ hai vị đại nhân ân cứu mạng, La Na vô cùng cảm kích. Nói xong, La Na lúc này đi hướng lão giả và nữ tử. Này, tiểu cô nương, Tát La ra bỗng nhiên kêu câu, La Na dừng bước lại, quay đầu nhìn sang, kia lão giả cùng nữ tử cũng là rất gấp gáp, ngươi sẽ không có muốn nói sao? Tát La ra nhìn đối phương, ta... La Na do dự dưới, cuối cùng vẫn lắc đầu. Được, Tần Trần liếc Tát La ra, đi thôi. Hai người chuyển thân rời đi. Cô, La Na đưa vào nữ tử trong lòng. Vật kia, người không có tiết lộ ra ngoài chứ? Nữ tử khẽ truyền âm nói, lão giả cũng ngưng trọng nhìn sang. La Na lắc đầu, nữ tử cùng lão giả mặt lộ vẻ nghi ngờ, kỳ quái, chẳng lẽ trước đó hai người kia không có phát hiện sao? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi, về trước Thái Nhất Thánh Địa. Lão giả trầm thấp mở miệng. Chốc lát mang theo nữ tử cùng La Na nhanh chóng lướt về phía bên trong thành. Bên kia, Tát La ra vẻ mặt cực không vui, hừ, chẳng biết cảm ơn dối trá đồ đạc, đại nhân ngươi cư nhiên trực tiếp đem La Na giao về đi, lão già này trước đó cũng đã tại đây cửa thành, lúc trước Khô Lâu hội lúc động thủ sau, dám cũng không dám thả một cái, liên thành cũng không dám ra ngoài một chút, chờ chúng ta đi vào liền giả mù sa mưa nhô ra, đồ chơi gì. Tát La ra vẻ mặt không vừa lòng, còn có La Na, Khô Lâu hội đối với nàng động thủ. Nhất định là vì nàng trên thân mảnh không gian kia lá cây, vật này tuyệt đối quan hệ một cái trọng yếu bảo vật, lão nhân kia không nói ngược lại cũng thôi, người này cư nhiên cũng thủ khẩu như bình, chính là chỗ này sao báo ân. Được, bớt tranh cãi, Tần Trần cười lắc đầu, chúng ta cứu người cũng không phải là vì hồi báo, trước tìm một chỗ ở vừa mới điều quan trọng nhất. Đại nhân người tựu là thiện lương nhân từ, Tát La ra lầm bầm câu, liền cũng không nói thêm gì nữa. Ở chân trời, Lam Ly đứng ở Thanh Loan cơ giới trong pháo đài, cũng thấy trước đó một màn kia. Hôm nay, thật đúng là xuất sắc, cuối cùng lại là Tả Khô hội trưởng cúi đầu. Lam Ly thì thào mở miệng, đại nhân, người này cuối cùng thực lực cỡ nào? Một bên nữ tử không nhịn được nói, Tả Khô chính là trung kỳ đỉnh phong đại đế cường giả, một thân tu vi thông thiên, tại ta Nam Nguyên Thành cũng có chút uy danh, cư nhiên không dám động thủ, chẳng lẽ người này thực lực lại vẫn tại Tả Khô trên hay sao? Khó mà nói, Lam Ly lắc đầu, người này lúc trước một chiêu chính là đánh bại huyết mãng cùng Ngô Ngỗi hai người, thực lực chắc chắn không giống bình thường, mặc dù là không bằng Tả Khô hội trưởng cũng là chênh lệch không bao nhiêu, Tả Khô hẳn là cũng không phải là sợ, mà là không muốn làm không cần thiết chém giết. Chương 5777, nói thô không thô. Không chỉ có là Lam Ly, toàn bộ Nam Nguyên Thành rất nhiều thế lực, lúc này đều phân tích Tần Trần thực lực, ước định khác ảnh hưởng. Tại Nam Nguyên Thành, nếu chỉ là một cái bình thường đại đế đến, cũng sẽ không đưa tới quá nhiều chú ý, tối đa chỉ là sẽ tại các đại thế lực chuẩn bị cái án kiện mà thôi. Nhưng nếu là xuất hiện một cái tiếp cận Tả Khô hội trưởng cao thủ, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt nghiên cứu. Nhân vật như vậy, đủ để đối Nam Nguyên Thành thế lực bố cục, tạo thành như vậy một tia ảnh hưởng. Khô Lâu hội tổng bộ, Tả Khô hội trưởng đám người đã đúng trở lại trụ sở, từng cái sắc mặt tái xanh. Hội trưởng, Ngô Mỗi đại đế vẻ mặt bi thương, trên người hắn khí tức hôm nay cũng đã rơi xuống đến chuẩn đế cảnh giới, khí tức tán loạn, một thân thực lực cũng đã trăm không còn một. Mất đi đại đế chi tâm, khác còn muốn bước vào đại đế cảnh giới, sợ là khó như lên trời. Hội trưởng, lúc này đây ta Khô Lâu hội thể diện ném đại phát, bị một cái mới tới đại đế như vậy ức hiếp theo, Ngô Mỗi cũng mất đi đại đế chi tâm, mà hội trưởng ngươi còn đích thân bồi thường đối phương 10 vạn đế tinh. Một lão giả không nhịn được trầm giọng mở miệng, hắn là Khô Lâu hội vị thứ 3 phó hội trưởng. Túc đại đế, một thân tu vi tại sơ kỳ đại đế cảnh giới, nói thực lực không bằng Huyết Mãng đại đế cùng Ngô Mỗi đại đế, có thể nói vị trí lại hoàn toàn không kém bọn họ hai. Người, tại Khô Lâu hội, hội trưởng Tả Khô một dạng chấn thủ bên trong, rất ít xuất thủ, mà Huyết Mãng đại đế cùng Ngô Mỗi đại đế lại là tay chân, Khô Lâu hội một ít ám sát cùng hành động, thường thường là bọn chúng động thủ còn. Túc đại đế, bình thường là quản lý Khô Đầu sẽ rất nhiều sự vụ, rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng tuyệt đối là Khô Lâu hội trong rất một trong nhân vật trọng yếu. Lúc này sắc mặt hắn u ám, thần sắc tức giận. Tuy là trước đó hành động khác không có tham gia, nhưng các loại tình báo cùng tình cảnh lúc đó, lại sớm bị khác biết được, không khỏi tức giận nói, hội trưởng, chuyện này phát sinh ở Nam Nguyên Thành cửa thành, lại có Lam Ly cùng nhiều như vậy thế lực thấy, trong một ngày. Sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Nguyên Thành toàn bộ thế lực. Nếu như lần này không có phản ứng gì, ta Khô Lâu hội tại Nam Nguyên Thành danh tiếng, tất nhiên sẽ lọt vào chèn ép, đến lúc đó Nam Nguyên Thành thập đại hắc ám thế lực một trong danh tiếng, chúng ta Khô Lâu hội còn có thể bảo trụ sao? Túc đại đế sắc mặt khó coi, hỏi tới, hội trưởng, tiểu tử kia liền thật mạnh như vậy. Ngươi có thể hỏi một chút Huyết Mãng cùng Ngô Mỗi. Tả Khô híp mắt, từ tốn nói, ta không cùng tiểu tử kia giao thủ, nhưng Ngô Mỗi cùng Huyết Mãng đều là trực tiếp giao thủ. Ngô Mỗi đại đế vẻ mặt bi thương, người này thực lực sâu không lường được, có thể khẳng định là, khác tại không gian nhất đạo lên rất có tạo nghệ, ta tiềm hành thủ đoạn ở trước mặt hắn lúc này không tồn tại một dạng. Mấu chốt là người này xuất thủ thủ đoạn, Huyết Mãng đại đế cũng đi bổ sung, ta Vạn Lân Giáp, chính là ta ngưng luyện mạnh nhất chiêu thức, cho dù đối mặt một dạng trung kỳ đại đế, cũng có thể ngăn cản khoảng khắc, nhưng tại tiểu tử trước mặt, lại như tờ giấy. Hồ một dạng, còn có giống như Ngô Mỗi nói, đối phương một chiêu lộ ra, ta đại đế thân thể căn bản không có chút nào ngăn cản lực, còn không có phát hiện qua đến liền bị lấy ra đi đại đế chi tâm. Huyết Mãng đại đế lắc đầu liên tục, sắc mặt sợ hãi, bây giờ nghĩ lại, nội tâm đều mơ hồ lộ ra sợ hãi. Khác coi như là gặp qua vô số cường giả người, có thể thứ nhất nhìn thấy xuất thủ quỷ dị như vậy. Được, Tả Khô hội trưởng nhìn về phía phương xa, nói chuyện lần này liền đến đây chấm dứt. Túc đại đế cả kinh, hội trưởng, để không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa, một mực ức hiếp lấy ta Khô Lâu hội. Ta Khô Lâu hội thập đại hắc ám thế lực một trong danh tiếng sợ là. Không đến mức, Tả Khô hội trưởng cười nhạt, ta Khô Lâu hội thập đại hắc ám thế lực danh tiếng, có thể không là người khác đưa, mà là dựa vào chém giết đi ra, người khác nhận cũng tốt, không tiếp thu cũng được, ta Khô Lâu hội cuối cùng thẳng ở chỗ này. Huống chi, lai lịch người này quá quỷ dị, Tả Khô hội trưởng ánh mắt lạnh lùng, quỷ dị, mọi người cau mày, Tả Khô hội trưởng trầm giọng nói, ta trước đó có trong bóng tối tiêu hao đế tình hướng Vạn Cổ Các tìm hiểu người này tình báo, có thể Vạn Cổ Các cho ta đáp án dĩ nhiên là, không tra được người này. Không tra được người này, mọi người giật mình, điều này sao có thể? Túc đại đế không khỏi biến sắc, Vạn Cổ Các không chỉ vẻn vẹn là Nam Vũ trụ hải thế lực, đây là một cái quái vật lớn, thế lực phân bố toàn bộ vũ trụ hải. Chính là vũ trụ hải tối đỉnh cấp thế lực một trong, có uy danh hiển hách, ở hắn nơi đó, chỉ cần ngươi xuất ra được tiền, có thể mua được rất nhiều tình báo, bất kể là bí ẩn hay không bí ẩn. Toàn bộ Nam Vũ trụ hải vô số cường giả, không nói Vạn Cổ Các hoàn toàn biết, nhưng giống như trước đó kia ra hỏa triển lộ ra thực lực, ít nhất sẽ có tư liệu cơ bản. Có thể Vạn Cổ Các lại nói không tra được người này, điều này nói rõ cái gì? Đại nhân, có phải hay không là Vạn Cổ Các không muốn bán ra người này tình báo? Túc đại đế trầm giọng nói, Vạn Cổ Các nói không tra được người này bình thường có hai loại khả năng, một loại là cường đại như Vạn Cổ Các, đều chưa từng nắm giữ đối phương tình báo, một loại khác là Vạn Cổ Các không muốn bán đối phương tình báo. Tả Khô hội trưởng trầm giọng nói, đương nhiên là có khả năng này, nhưng bất kể là cái nào, đều đủ để chứng minh người này không đơn giản. Mấu chốt nhất là, trước đó ta đối mặt hắn thời điểm, ta có một loại cảm giác. Tả Khô lẩm bẩm nói, tất cả mọi người nhìn khác, chỉ thấy Tả Khô ngưng tiếng nói, ta có một loại cảm giác, người này căn bản không sợ ta, ngược lại như là đang chờ ta xuất thủ. Chờ một chút dài ngươi xuất thủ, Túc Đại Đế mấy người lần thứ hai giật mình, chỉ từ trong những lời này, bọn họ thì có khả năng nhạy cảm nhận thấy được rất nhiều tin tức. Đúng, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, ta cơ bản tình báo, người này muốn tìm hiểu rất đơn giản, nhưng hắn tình báo, ta lại hoàn toàn không biết gì cả, ta đương nhiên không thể tùy tiện xuất thủ. Khô Lâu hội có thể còn sống trở thành Nam Nguyên Thành 11 trong những đại thế lực, dựa vào là cẩn thận. Vậy chúng ta cứ như vậy tính, Túc Đại Đế cắn răng nói. Tính, Tả Khô hội trưởng cười lạnh, tự nhiên không thể tính như vậy, còn nữa nói, cho dù ta Khô Lâu hội nguyện ý thua thiệt cái này té ngã, đại giác tinh vực la ra trên thân bí mật, ta Khô Lâu hội cũng quyết không thể buông tha. Hội trưởng kia ngươi, hừ, trước hết chờ một chút, chờ ta triệt để giải khai khắc cặn kẽ, tự nhiên sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Tả Khô hội trưởng ánh mắt băng lãnh, lại nói, ta không thể động thủ, chẳng lẽ thì không thể nhờ người khác động thủ. Tại đây Nam Nguyên Thành khác khó tìm, tìm một cao cấp nhất sát thủ, chẳng lẽ còn không đơn giản. Phải tốn bao nhiêu đế tinh, Túc Đại Đế biến sắc, Khô Lâu hội chính là làm ám sát nhiệm vụ, đối giá thị trường nữa không hiểu qua, đi qua Nam Thành môn một lần, ám sát đối phương giá tuyệt đối sẽ lái vào một cái nghịch thiên tình trạng, dù sao, đối phương nếu dễ giải quyết nói, Tả Khô hội trưởng bản thân liền động thủ. Ha ha, tìm sát thủ, cũng không phải là nhất định phải dùng tiền. Tả Khô hội trưởng híp mắt lại, giống như độc xà, nở rộ yếu ớt hàn quang. Chốc lát, hắn nhìn về Ngô Ngỗi Đại Đế, tay phải nhấc một cái đen kịt đan dược xuất hiện ở trong tay hắn. Ngô Ngỗi, đây là đế ngưng đan, bằng viên thuốc này, ngươi có thể để cho trong cơ thể mình đạo tắc chậm lại tiêu tán, có thể củng cố ngươi đại đế thân thể, không đến mức tiếp tục rớt, lúc này đây khổ ngươi, ngươi trở lại tính dưỡng đi, sau này ngươi tự quản lý Khô Lâu hội nội vụ liền có thể. Tả Khô hội trưởng nhàn nhạt liếc hắn một cái, là, đa tạ hội trưởng. Ngô Ngỗi Đại Đế tiếp nhận đan dược, khuôn mặt đau khổ, hắn biết, từ giờ khắc này, hắn cũng đã thoát khỏi Khô Lâu hội hạch tâm. Một cái mất đi đại đế chi tâm đại đế, lại không quá nhiều giá trị bồi dưỡng. Nam Nguyên Thành, lúc này đây mâu thuẫn tận mắt thấy người có không ít, 1 truyền 10, 10 truyền 100, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ Nam Nguyên Thành hơi chút tin tức linh thông chút thế lực đều không lâu sau lấy được lần chiến đấu này cặn kẽ tình báo. Thế lực khắp nơi, cũng đều nhớ kỹ Tần Trần danh tự này. Mà ở Nam Nguyên Thành rất khu vực trung tâm một tòa cổ xưa trong lầu các, một vị vóc người lười biếng trung niên nữ tử chính nằm ở nơi đó, quan sát ngọc giản trong tay, có ý tứ, một chiêu liền lấy xuống huyết mãng đại đế cùng Ngô Ngỗi đại đế chi tâm, một chiêu này ẩn chứa đáng sợ không gian đạo tắc, người này tại không gian pháp tắc lĩnh ngộ trên, sợ là cũng đã đạt đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng, ít nhất là trung kỳ đỉnh phong đại đế cấp không gian đạo tắc chi lực. Nữ tử duỗi người một cái, lộ ra uyển chuyển mê hoặc khúc tuyến, híp mắt nói. Một bên một lão giả giật mình nói, trung kỳ đỉnh phong đại đế cấp không gian đạo tắc chi lực. Các chủ ngươi chắc chắn chứ, nữ tử chính là Nam Nguyên Thành Vạn Cổ Các các chủ, cũng là toàn bộ Nam Nguyên Thành cao cấp nhất cự đầu tồn tại. Ở trước mặt nàng, Khô Lâu hội như vậy thập đại thế lực căn bản là đệ đệ, chỉ là suy đoán mà thôi. Nữ tử lười biếng đổi lại tư thế, chỉ tiếc bản các chủ không có tự thân ở đây, thấy một màn kia, nếu không có thể giải đến rất nhiều, nhưng có thể khẳng định là, người này tại không gian đạo tắc lên lĩnh ngộ. Tuyệt đối không thua gì với Tả Khô đại đế. Không thua gì với Tả Khô, lão giả lộ ra kinh ngạc, Tả Khô hội trưởng có thể đem Khô Lâu hội theo Nam Nguyên Thành trong mang ra ngoài, thực lực là đi qua kiểm tra. Chỉ nói là không gian tạo nghệ không thua gì với Tả Khô mà thôi. Nữ tử miễn cưỡng nói, người không thấy Tả Khô giết ra tới nháy mắt, người này căn bản không bất cứ ba động gì sao. Hiển nhiên tại Tả Khô giết trước khi ra ngoài, khác cũng đã cảm nhận đến Tả Khô tồn tại, đây là một hai. Khác nếu dám như vậy không nể mặt Tả Khô, hiển nhiên là có nhất định tự tin, nếu không phải không có trung kỳ đỉnh phong đại đế cấp thực lực, cũng không dám lớn lối như vậy. Dù sao lung tung trang bức, có thể là người chết. Lão giả, các chủ đại nhân nói thô không thô, chính là chút khó nghe. Bất quá theo chúng ta giải khai, Tả Khô thực lực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, sở dĩ chỉ có thể nói song phương không có chân chính giao thủ trước đó, còn không cách nào xác định hai người cuối cùng ai mạnh ai yếu. Nữ tử đôi mắt thâm thúy, ta ngược lại thật ra đối ngoài hai chuyện có chút ngạc nhiên. Chuyện gì? Lão giả nghi hoặc, số 1, ta vạn cổ các cư nhiên không có người này bất kỳ một ít tình báo, giống như người này là vô căn cứ nhô ra một dạng, người truyền lệnh của ta truyền tin Nam Vũ trụ hải khác vạn cổ các phân bộ, điều tra người này một chút lai lịch, ta cũng là không tin một cái trung kỳ đỉnh phong cấp đại đế, ta vạn cổ các sẽ một chút tình báo cũng không có. Chương 5778 Thế Thải Điện. 2. Khô Lâu Hội là bởi vì đại giác tinh vực Lana mà cùng người này nổi lên va chạm, điều tra một chút, đến cùng tại sao? Chính là một cái đại giác tinh vực, không cần cùng Khô Lâu Hội đại động can qua như vậy, này trong chắc chắn còn có ẩn tình. Đúng, lão giả khom người, nhanh chóng lui ra, này Nam Nguyên Thành, ngược lại càng ngày càng thú vị đây. Nữ tử ngáp một cái, ngược áo ngoài cộc tay rơi xuống, lộ ra một màn tuyết trắng da thịt cùng gò núi đường nét, kinh diễm tuyệt luân. Nhưng nữ tử cũng là hồn nhiên không cảm giác, chỉ là thư triển giống như rắn nước vòng eo, đóng tại này nhiều năm như vậy, còn có một kỳ sợ là liền phải trở về, buồn tẻ lâu như vậy, cuối cùng có cái thú vị sự tình, hy vọng tên tiểu tử này đừng để cho tỷ tỷ ta thất vọng mới tốt. Nữ tử quyến rũ cười một tiếng, trong con người có chờ mong, bằng vào ta đối Tả Khô hội trưởng giải khai, chuyện này tuyệt sẽ không cứ như vậy kết thúc, thật hy vọng song phương sớm một chút gây ra chút tiếng động, ta cũng đẹp mắt đùa giỡn đây, bộp bộp bộp. Nam Nguyên Thành bên trong, Tần Trần cùng Tát La Gia chính ở chỗ này nhanh chóng bay đi theo. Thành này cũng quá to lớn chút, Tần Trần đi vào trong thành trì, tỉ mỉ quan sát bốn phía. Liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy cả tòa trong thành trì khắp nơi đều thấy tầng tầng lớp lớp hư không, hai bên lên xuống, từng cái tiểu thế giới khảm từng cái tiểu thế giới đều đại biểu một cái cường đại động phủ. Khả năng tại trước mắt người xuất hiện chỉ là một tòa lầu các, có thể vào trong lầu các, lại xuất hiện ở một cái hoàn toàn mới trong thế giới, là một cái không lệ thuộc không gian nhỏ. Thậm chí tại đây trong thành trì, còn có một từng mảnh cổ xưa quần sơn, có thật lớn hồ nước, có quanh co hơn ức cây số hải dương, còn có vô số hắc ám xâm lâm, xào huyệt. Mỗi một chỗ đặc biệt chi địa, đều có một vị cường đại tồn tại, là một cái đại thế lực trụ sở. Nói là thành trì, sợ là tương đương với một cái cỡ nhỏ đa nguyên vũ trụ. Tần Trần cảm thán, tại sơ thủy vũ trụ một ít cường đại bí cảnh rất nhiều dùng đại lục hình thức xuất hiện, nhưng tại này vũ trụ hải trong các loại thần kỳ địa phương đều có. Đồng thời bay đi trong Tần Trần cũng cảm thụ được một cổ vô hình lực lượng cường đại liên tục oanh nhiễu toàn bộ không gian, mặc kệ nơi này có bao nhiêu tiểu thế giới, tất cả đều tại một cỗ lực lượng này bao phủ phía dưới. Là Nam Nguyên Thành đại trận, Tần Trần yên lặng cảm ứng, Nam Nguyên Thành xem như trung lập thành trì, có thể sừng sững tại đây Nam Vũ trụ hải nhiều năm như vậy, tự nhiên cần phải cẩn thận một chút, như vậy một tòa khổng lồ thành trì, thật bị Nam Vũ trụ hải rất nhiều đỉnh cấp thế lực ngấp nghé. Có thể nói mặc dù một cái Nam Vũ trụ hải đỉnh cấp thế lực đều muốn trong bóng tối thao túng này Nam Nguyên Thành, chỉ bất quá bởi vì thế lực khắp nơi hiệp nghị, bên ngoài trên không có một cái thế lực sẽ ra tay với Nam Nguyên Thành, nhưng sau lưng hôm nay Nam Nguyên Thành phủ thành chủ thật vẫn là lâm địch trạng thái. Như thế đại trận uy lực rất mạnh, sợ là cũng đã đạt đến đỉnh phong đại đế cấp, một khi triệt để vận chuyển có thể phong tỏa hư không vô tận, cầm cố lại trong toàn bộ cường giả. Tần Trần coi như là kiến thức rộng rãi, so sánh U Minh đại đế Hoàng Tuyền Sơn đại trận, còn có Ngũ Nhạc Minh đế Hồn Nhạc Sơn đạo trường vạn đạo phong tỏa đại trận, này Nam Nguyên Thành đại trận rõ ràng vẫn là muốn yếu một ít. Bất quá muốn cầm cố lại ta, sợ vẫn còn có chút độ khó. Tần Trần yên lặng nói, mới vừa vào thành, Tần Trần đầu tiên suy nghĩ là làm sao chạy trốn. Vũ trụ hải nguy hiểm trọng trọng, nhất định không thể tự đại sơ suất, vẫn là muốn khiêm tốn một ít là được. Ít nhất phải chờ mình đột phá hậu kỳ đại đế cảnh giới, thậm chí bước vào đỉnh phong đại đế, chuẩn đế cảnh giới, mới có thể vì cổ tiên lộ làm chuẩn bị. Hiện tại, bản thân cần làm nhất chính là hèn mọn trưởng thành. Này trong thành trì ngược lại không tệ, tạm được, bất quá so với ta khoa mạc đa thú nhất tộc tổ địa, vẫn là kém một chút. Tát La Gia cũng quan sát đến bốn phía, không điểm đứt nhận xét theo. Tần Trần, này Tát La Gia bất phàm, người này có thể chết, thật không biết hắn là làm sao sống đến bây giờ. Đi trước tìm một chỗ ở địa phương đi, Tần Trần nói, ngoại nhân đi tới Nam Nguyên Thành bình thường có hai cái có thể chỗ ở địa phương. Một là khách sạn, một loại ngắn ngủi chỗ cư trụ, mặc dù nói là ngắn ngủi, nhưng rất nhiều khách sạn cũng có thường ở phục vụ, bởi vì thường xuyên có một ít đại năng sẽ thường ở trong khách sạn, thậm chí có ở thêm cả một cái kỷ nguyên. Nhưng này dù sao cũng là số ít, tuyệt đại đa số người tại đây Nam Nguyên Thành vẫn sẽ đi mua động phủ. Vũ trụ hải, nguy hiểm trọng trọng, thường thường sẽ có người ngã xuống, tự nhiên cũng sẽ thường xuyên để chống rất nhiều động phủ. Chỉ chốc lát sau, Tần Trần cùng Tát La Gia liền tới đến một tòa to lớn cung điện trước đó. Toàn bộ cung điện vô cùng thật lớn, cộng phân tầng 3. Tầng thứ nhất ra vào người rất nhiều, từng cái trên thân khí tức cơ bản đều siêu thoát cảnh giới, thậm chí là nhất trọng nhị trọng cấp bậc siêu thoát. mà tầng thứ hai ra vào người thì ít một chút, cơ bản đều là tại tam trọng siêu thoát, hoặc giả đỉnh phong siêu thoát cảnh giới. Còn này tầng thứ ba, cơ hồ nhìn không thấy người vào ra. Siêu, siêu, khi Tần Trần cùng Tát La Gia rơi vào cung điện này trước nháy mắt, hai đạo lưu quang nháy mắt rơi vào Tần Trần cùng Tát La Gia trước mặt. Hai người này người mặc chế thức trang phục, một người cầm đầu là một lão giả, thân mặc trường bào màu đen, trên thân khí tức không yếu, lại là một tên đỉnh phong siêu thoát. Mà ở bên cạnh hắn thì đứng một tên người mặc hồng sắc bó sát người áo choàng nữ tử, khóe miệng mỉm cười, thần sắc đoan trang cao quý. Hai người vừa rơi xuống, liền hướng về phía Tần Trần chắp tay hành lễ. Kia lão giả chắp tay lại cười nói, tại hạ Nam Nguyên thành động phủ trung tâm quản sự Hề Quang, gặp qua Tần Trần đại nhân, Gia La Tát đại nhân. Há, người biết chúng ta? Tần Trần khóe miệng mỉm cười. Tần Trần đại nhân cùng Gia La Tát đại nhân ở Nam thành lực địch Khô Lâu hội, uy danh sớm đã truyền khắp toàn bộ Nam Nguyên thành, tại hạ làm sao không biết. Lão giả mở miệng cười, thân sắc ấm áp, vô cùng có đủ lực tương tác. Tần Trần đại nhân cùng Gia La Tát đại nhân tới ta động phủ trung tâm, nghĩ đến là tới thuê lại hoặc giả mua động phủ chứ. Để tại hạ thay hai vị đại nhân giới thiệu một chút, thế nào? Lão giả cười híp mắt nói. Tần Trần cười, nghĩ không ra bản thân vừa tới Nam Nguyên thành, uy danh cũng đã truyền bá ra, liền này động phủ trung tâm quản sự đều trực tiếp ra nghênh tiếp. Cũng tốt, vậy ngươi liền giới thiệu một chút đi. Tần Trần vừa cười vừa nói, vừa vặn giảm bớt bản thân một chút phiền toái. Là, nhị vị đại nhân mời đi theo ta. Lão giả và nữ tử mang theo Tần Trần cùng Gia La Tát đi vào cung điện. Chỉ thấy đại điện, kín người hết chỗ, trong tầng thứ nhất, rất nhiều người chảy tới chỗ xuyên qua, ở phía trước hẹp dài trước quầy, rất nhiều dân chúng xếp hàng từng cái trường long, chờ đợi làm sự vụ, vô cùng to lớn đồ sộ. Nhị vị đại nhân, nơi này tên là Thế Thải Điện, là ta Nam Nguyên thành động phủ nơi ở trung tâm, toàn bộ Nam Nguyên thành toàn bộ nơi ở thuê lại cùng mua giao dịch, đều chỉ cần ở chỗ này tiến hành, thống nhất do phủ thành chủ quản hạt. Lão giả cười giải thích. Thế Thải Điện, Tần Trần cau mày, danh tự này ngược lại tân kỳ. Nhị vị mời đi theo ta, chúng ta trực tiếp đi lầu 2. Lão giả cũng không tại thêm tầng đại sảnh dừng lại thêm, mang theo Tần Trần trực tiếp đi hướng nhị tầng. Trong đại sảnh, rất nhiều dân chúng nhìn nơi này tổng quản sự cư nhiên tự thân tiếp đãi Tần Trần cùng Gia La Tát, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc và vẻ hâm mộ. Tầng này là, Tần Trần hiếu kỳ. Tần Trần đại nhân, chúng ta nơi ở trung tâm tầng thứ nhất, là dùng để thuê lại nơi ở địa phương, một ít vừa tới Nam Nguyên thành siêu thoát, hoặc giả cần tiếp phòng ở giữa siêu thoát, cũng sẽ đến đây xếp hàng xin tiếp thuê. Lão giả cảm thán nói, đại nhân hẳn là cũng hiểu rõ, vũ trụ hải nguy hiểm trọng trọng, nếu có thể tại Nam Nguyên thành biết chút chỗ ở địa phương, đây chính là miễn đi rất nhiều nguy hiểm. Ồ, ở chỗ này thuê lại giá tiền là, Tần Trần hiếu kỳ thăm dò, nơi này động phủ căn cứ quy cách không giống nhau. Giá cũng không cùng bình thường nhất động phủ thuê lại một năm cần 1/5 khối vũ trụ tinh, cao hơn một chút sẽ không có hạn mức cao nhất, một khối hỗn độn thạch một năm đều có. Lão giả cười nói, đây cũng là vũ trụ hải trong thông hành giá. Tần Trần nghe cũng là im lặng, duy trì Nam Nguyên thành lệnh bài thân phận, một năm cần nửa khối vũ trụ tinh, lại thêm này thuê lại nơi ở cần 1/5 khối vũ trụ tinh, còn có ăn mặc cùng tu luyện. Tần Trần yên lặng lắc đầu, nơi này hứng xác định không thấp, một ít nhị trọng siêu thoát, tam trọng siêu thoát hoàn hảo bình thường nhất trọng siêu thoát đi tới nơi này, sợ là gắn bó sinh kế đều khó khăn, thuần túy chỉ có thể là vì Nam Nguyên thành làm thuê. Trong lúc nói chuyện với nhau, song phương đã đi tới nhị tầng trong nhân viên rõ ràng khí thức hùng hậu rất nhiều đều là tam trọng siêu thoát cấp, còn có là đỉnh phong siêu thoát cấp, phong thái so với thêm tầng cũng là hoàn toàn khác biệt. Thấy Tần Trần một nhóm đi vào, cảm nhận đến trên người bọn họ khí thức, nhị tầng trong đại sảnh rất nhiều cường giả đều là đồng tử co rụt lại. Từng cái vội vàng nghiêng người sang, cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đại đế cường giả, Tần Trần cùng Gia La Tát trên thân khí tức tuy là nội liếm, thế nhưng cổ vô hình đế khí tức, thoáng cái để những người này cảm nhận đến hai người cường đại, lại thêm lại là nơi ở trung tâm tổng quản sự dẫn dắt hai người, mọi người ngay lập tức sẽ hiểu được, trước mặt hai người này, tuyệt đối là bọn họ không thể trêu vào người. Lão giả lúc này giới thiệu, đại nhân, tầng thứ hai này, là mua nơi ở địa phương, bất quá nơi này nơi ở đều là một ít tương đối bình thường nơi ở. Một ít siêu thoát các nếu như tích lũy tuế nguyệt dài đủ, tiêu hao 1-2 kỳ, góp đủ nhất định. Phí dụng sau, liền có thể ở chỗ này mua một tòa thuộc về mình động phủ, sau này mỗi một đoạn thời gian chỉ cần giao nộp một ít tiền thuế, lại thời gian dài cư trú. Đương nhiên, nơi này động phủ có đắt tiền, cũng có tiện nghi nhất chỉ cần mấy nghìn hỗn độn thạch lại, đắt một chút lại là phải kể tới vạn thậm chí mấy triệu hỗn độn thạch. Đương nhiên, nếu như phí dụng không đủ nói, chúng ta nơi ở trung tâm cũng sẽ cung cấp quay vòng phục vụ. tỷ như trước tiên có thể đi hướng ta nơi ở trung tâm mượn tạm 100 vạn hỗn độn thạch, mỗi một đoạn thời gian chỉ cần cho nhất định lợi tức lại, cho đến toàn bộ trả hết nợ. Nửa đường nếu như ngã xuống, cái này động phủ chúng ta nơi ở trung tâm tự nhiên liền sẽ thu về. Lão giả giải thích cặn kẽ, Tần Trần khẽ gật đầu một cái. Nam Nguyên Thành chiếm diện tích cực lớn, khắp nơi có thể thành lập lên một ít động phủ, cung ứng một ít siêu thoát các chỗ ở địa phương vẫn là rất nhiều. Nhiều cường giả như vậy tích lũy, đây là bực nào thật lớn một món tiền bạc. Chương 5779, Thiên Ngoại Lâu. Khó trách này Nam Nguyên Thành có thể duy trì nhiều như vậy quân đội, các đại quân đoàn, rất nhiều quan viên, bảo vệ trận pháp, chỉ là này nơi ở trung tâm lại cung cấp hải lượng tài nguyên, nhiều năm như vậy tích lũy, đúng là một con số khổng lồ. Cũng khó trách sẽ chọc tới khác đỉnh cấp thế lực ngấp nghé. Có như vậy một tòa thành trì, liền chờ tại có hải lượng tài nguyên, một ít đỉnh cấp cường giả đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên, đây chính là vô cùng to lớn. Thậm chí Tần Trần bản thân cũng có chút động tâm, hắn hôm nay chiếm đoạt thi quốc lãnh địa, Phật quốc lãnh địa, tuy là địa vực khổng lồ, nhưng thật đều là Nam Vũ trụ hải một ít đất nghèo, hàng năm sinh ra tài nguyên thật cũng không nhiều, nhưng này Nam Nguyên Thành, chỉ là một tòa trung lập thành trì, mệt mỏi thích tài nguyên, sợ là hắn trưởng khống lãnh địa chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Đừng nói, chỉ là đại đế cường giả, nơi này so với hắn Nam Vũ trụ hải những thứ kia lãnh địa, liền cường đại cùng nhiều đến chẳng biết bao nhiêu. Đương nhiên, Tần Trần cũng hiểu, Nam Nguyên Thành phủ thành chủ khống chế như vậy một tòa thành trì, nhất định sẽ có một ít trên cung cấp, có thể là cùng khác thế lực tiến hành chia lợi nhuận, cũng có thể hướng vũ trụ hải trong càng cổ lão thế lực nộp lên trên bảo hộ phí, này trong môn đạo đạo, sợ là trong lúc nhất thời rõ ràng. Song phương trò chuyện với nhau, liền tới đến Thế Thải Điện tầng thứ 3. Thế Thải Điện tầng thứ 3, nguy nga mà trống trải, trong cũng không có người nào, chỉ có một ít thần sắc nghiêm túc, khí chất bất phàm nhân viên công tác. Thấy Tần Trần một nhóm đi vào, những công việc kia nhân viên lúc này khom mình hành lễ, thần sắc rất là cung kính. Đại nhân, này Thế Thải Điện tầng thứ 3, lại là đặc biệt tiếp đái đại đế cường giả địa phương. Hề Quang quản sự vừa đi, vừa cười nói, chẳng biết nhị vị đại nhân tới ta Thế Thải Điện, là chuẩn bị thuê lại động phủ đây, hay là trực tiếp mua động phủ đây? Thuê lại động phủ, ngươi là xem thường đại nhân nhà ta sao? Tát La ra nhướng mày, không vừa lòng nói, không dám. Lão giả vội vàng nói, tại hạ chỉ là lệ thường hỏi thăm một chút, dù sao có chút đại đế cường giả đi qua ta Nam Nguyên Thành, chỉ là ngắn ngủi dừng lại, muốn tiến hành một ít giao dịch, hoặc là dừng lại tu luyện, rất nhanh liền sẽ rời đi, mua động phủ dù sao giải quyết bất tiện, sở dĩ cũng không có thiếu đại đế cường giả là sẽ thuê lại động phủ. Đại nhân nhà ta có thể giống nhau sao? Tát La ra mũi vỉnh lên trời, phải, Tần Trần đại nhân cùng Gia La Tát đại nhân tự nhiên bất đồng. Lão giả cười nói, Tần Trần không nói gì mắt nhìn Tát La ra, người này cũng quá cao điệu chút, ta chuẩn bị ở tạm Nam Nguyên Thành, sở dĩ cần mua ở một cái chỗ. Tần Trần nói, đồng thời mắt nhìn lão giả, rất hiển nhiên, lão giả nói rất có ý tứ, xem như phủ thành chủ thuộc hạ cơ cấu, phủ thành chủ hoàn toàn có thể theo bản thân thuê lại, hay là mua động phủ, tới tìm hiểu ra bản thân đối Nam Nguyên Thành một ít thái độ. Được, lão giả gật đầu, hai vị đại nhân, ta Nam Nguyên Thành cho đại đế cường giả chuẩn bị động phủ, đều là ở vào Nam Nguyên Thành khu vực trung tâm, có thể cảm nhận vũ trụ phép tắc rõ ràng nhất vị trí. Đại nhân mời xem, lão giả khoát tay, vù vù một tiếng, trong đại sảnh liền xuất hiện một cái to lớn quang đoàn tán đi, đem Nam Nguyên Thành cấu tạo rõ ràng liền hiện ra, lão giả bên trong một cái bộ vị nhẹ nhàng điểm một cái, mảnh khu vực kia không gian hình nổi án kiện rõ ràng hiện ra Tần Trần cảm nhận bên trong. Tại khi không gian trong, một ít động phủ phương vị cùng cỡ, từng cái ghi chú rõ. Mỗi khu vực có bao nhiêu động phủ, cái nào động phủ có người cư trú, cái nào động phủ là trống không, đều nhất hiện ra. Đại nhân, ta hiện tại Nam Nguyên Thành hạch tâm chi địa, trống không động phủ đều đã đánh dấu ở trên, động phủ có lớn có nhỏ, giá cũng ở phía trên, đại nhân có thể tùy ý chọn, nếu như trên một mình động phủ quá nhỏ nói, cũng có thể đồng thời mua vài tòa động phủ, chỉ cần trả ra một ít một lần nữa thiết lập tài liệu phí dụng, ta Thế Thải Điện có thể giúp một tay đem các nhiều động phủ nối thành một mảnh. Ta Nam Nguyên Thành rất nhiều các thế lực cường giả, cơ bản đều mua động phủ. Lão giả cặn kẽ giới thiệu, rất có kiên trì. Tần Trần quét mắt một vòng, không thể không nói, Nam Nguyên Thành động phủ chế tạo cấu tạo phi thường hoàn mỹ, rất nhiều động phủ đem Nam Nguyên Thành khu vực trung tâm vũ trụ phép tắc triều tịch lưu hoàn toàn bao phủ trong, mặc dù một cái động phủ, đều có thể rõ ràng cảm thụ được vũ trụ hải phép tắc triều tịch chảy xuôi mà qua, đối tu luyện có to lớn ích lợi. Đồng thời, cảm nhận bên trong động phủ, tuyệt đại đa số đều đã có người cư trú, không người cư trú cũng không nhiều. Nếu này khu vực trung tâm, cư trú đều là đại đế cường giả, vậy khủng bố. Tần Trần âm thầm thán phục, đây tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Đại nhân, chúng ta không bằng chế tạo một cái lớn hơn một chút động phủ chứ. Tát La Gia ngẩng đầu nhìn lại, không nhịn được mở miệng nói. Ngươi bỏ tiền. Tần Trần liếc Tát La Gia. Ách, Tát La Gia tức khắc sửng sốt. Tần Trần mặc kệ hắn, tay phải một điểm, tức khắc trong một tòa động phủ sáng lên, liền này tòa đi. Tần Trần chọn một tòa tương đối nhỏ một điểm động phủ, vị trí cũng không tại rất vị trí nòng cốt, ngược lại có chút hẻo lánh, bất quá cũng tốt tại vũ trụ hải phép tắc triều tịch lưu chính khu vực, đồng thời tòa động phủ này tin tức cũng xuất hiện tại Tần Trần trong đầu. Cả tòa động phủ phương viên chừng 10 vạn km vuông, trong núi non sông ngòi phân bố, cũng có một tòa to lớn đại điện, tại phía dưới đại điện còn có một chỗ to lớn không gian dưới đất, có thể dùng để tu luyện cùng luận bàn. Tòa động phủ này tương đối nhỏ, giống như một ít đỉnh cấp tinh thú hiển lộ chân thân, hoặc giả lúc thời điểm tu luyện, khả năng không quá đủ. Lão giả nhắc nhở, liếc Tát La Gia, xem như vũ trụ hải tinh thú, khoa mạc đa thú bản thể thế nhưng vô cùng to lớn. Đủ, Tần Trần từ tốn nói, Tát La Gia bản thể, thế nhưng so ngôi sao còn muốn khổng lồ, một cái thì có khả năng nuốt trọn một viên hành tinh, nếu là thật muốn mua một tòa để hắn bản thể hoành hành động phủ, bao lớn cũng không đủ lớn. Ngược lại đại đế cường giả thân xác là phép tắc ngưng tụ, có thể tự do biến ảo, cần gì phải triệt để giải phóng bản thể. Tát La Gia, vậy thì tốt, tòa động phủ này ở vào chi nguyên giáp khu vực 6 số 199, mua phí dụng là 1 vạn đế tinh, ngoài ra mỗi kỷ nguyên cần giao nộp 100 đế tinh bảo vệ phí dụng. Lão giả mở miệng, Tần Trần vung tay lên, 1 vạn lẻ 100 đế tinh liền huyền phù ra, nháy mắt xuất hiện tại lão giả trước người. Những thứ này đế tinh vẫn là từ Tả Khô hội trưởng chỗ ấy xảo trá đến, tổng cộng 10 vạn đế tinh, thoáng cái phải đi 1 vạn. Thoạt nhìn dường như không nhiều lắm, nhưng cần biết Khô Lâu hội phó hội trưởng huyết mãng đại đế cường giả như vậy, tích lũy nhiều năm như vậy, trong tay cũng chỉ có 50.000 đế tinh mà thôi, chuộc mạng còn phải hướng Tả Khô hội trưởng vay tiền, này 1 vạn đế tinh vô luận đặt vào chỗ nào, cũng đều không phải một con số nhỏ. Tần Trần sở dĩ không có mua lớn hơn động phủ, cũng là bởi vì không có cần thiết, lớn hơn sang trọng hơn động phủ, giá thế nhưng thành bội lên. Đại nhân, người tin tức chúng ta cũng đã đăng ký trong danh sách, đây cũng là người ra vào lệnh bài, xin thỉnh cầm cẩn thận, từ giờ trở đi, này tòa chi nguyên giáp khu vực 6 số 199 động phủ, chính là ngài nhà riêng. Lão giả quay đầu nhìn về phía đoan trang nữ tử, Tiểu Vi, người đi mang người tiếp thu động phủ, báo cho một ít chú ý sự hạng. Là, quản sự, một mực đi theo Tần Trần một nhóm phía sau, im lặng không lên tiếng hồng bào cao quý nữ tử lúc này gật đầu, sau đó hướng về phía Tần Trần cùng Tát La Gia hành lễ nói, hai vị đại nhân mời đi theo ta. Dứt lời, nữ tử mang theo Tần Trần cùng Tát La Gia nhanh chóng rời khỏi thế thải điện, đi động phủ chỗ. Lão giả cung kính đem hai người đưa đến cổng, nhìn hai người sau khi rời đi, lập tức chuyển thân, đồng thời đem trước nơi đây tin tức, không có chút nào bỏ sót nhanh chóng đưa tin bẩm báo hướng phủ thành chủ. Mua động phủ, đây là nói rõ đối phương muốn tại Nam Nguyên Thành ở lâu dài. Với lại trực tiếp tại ta thế thải điện đăng ký tạo sách, nói rõ đối phương đối với ta Nam Nguyên Thành cũng không có ác ý. Đưa tin sau, lão giả tự lẩm bẩm, tại thế thải điện làm nhiều năm như vậy, hắn tự nhiên có một đôi nóng bỏng con mắt. Không biết phủ thành chủ sẽ như thế nào đối đãi vị này đại đế cường giả. Lão giả yên lặng nói, nếu chỉ là một cái bình thường đại đế, Nam Nguyên Thành căn bản sẽ không chú ý, nhưng hôm nay hai vị này là có thể cùng thập đại hắc ám thế lực một trong Tả Khô hội trưởng giao phong cường giả. Hơn nữa còn cộng thêm một đầu khoa mạc đa thú, thời gian dài cư trú, một khi tham dự vào Nam Nguyên Thành rất nhiều thế lực giao phong trong, rất có thể sẽ đối Nam Nguyên Thành thế lực bố cục tạo thành như vậy một ít ảnh hưởng. Phủ thành chủ tự nhiên muốn làm tốt mạo hiểm quản khống. Bên kia, tại khi cao quý nữ tử dưới sự hướng dẫn, Tần Trần một nhóm rất nhanh liền tới đến Nam Nguyên Thành khu vực trung tâm, cũng xa xa nhìn thấy động phủ mình. Nhị vị đại nhân, đến, nữ tử cung kính hành lễ, đại nhân chỉ cần thôi động lệnh bài, lại đi vào tòa động phủ này không gian. Tần Trần thôi động lệnh bài, vù vù, trước mặt hư không sương mù từ từ tán đi, một tòa to lớn khổng lồ động phủ cũng đã hiện ra ở trước mặt hắn. Ước chừng 10 vạn cây số động phủ, trong các loại sơn mạch nằm ngang, các loại xanh tươi tốt cổ thụ cao vút, cực to lớn. Đồng thời, trong động phủ bộ phận, còn có từng đạo bí văn trận pháp sáng lên, trưởng khống những trận pháp này bí văn chìa khóa, chính là Tần Trần trong tay lệnh bài. Trận pháp uy lực không nhỏ, sợ là đế cấp. Tần Trần gật đầu, khó trách giá mắc như vậy, duy trì như vậy một tòa động phủ trận pháp, liền cần không nhỏ năng lượng. Tốt xấu cũng đáng 1 vạn đế tinh đây, Tát La Gia nói lầm bầm, 1 vạn đế tinh đối với ngươi mà nói cũng coi như nhiều. Tần Trần quay đầu mắt nhìn Tát La Gia, hắn tốt xấu cũng là đến từ khoa mạc đa thú nhất tộc, không đến mức chứ. Tát La Gia lén lút mắt nhìn cao quý nữ tử, truyền âm nói, đại nhân ngươi có chỗ không biết, căn cứ tộc quần quy định, chúng ta những người thừa kế này đi ra ngoài lịch luyện là không thể mang theo quá nhiều tài vật, đều cần chúng ta bản thân đi lấy được, sở dĩ trên người ta tổng cộng cũng chỉ có 1-2 vạn đế tinh. Tần Trần, này Tát La Gia cư nhiên so với bản thân còn nghèo. Tát La Gia thở dài nói, ai, nếu như ta không thể tại lần lịch luyện này trong sông ra danh tiếng, trở thành khoa mạc đa thú nhất tộc truyền thừa người, ta liền chỉ có thể trở về kế thừa gia sản, quá khó khăn. Tần Trần, lúc này, Nam Nguyên thành một tòa cổ xưa hắc ám lầu các trước. Một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, lấy ra một khối lệnh bài, chốc lát đi vào trong lầu các. Tả Khô hội trưởng, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới ta Thiên Ngoại lâu? Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, chương 5780, ảnh nhất, ha ha ha, Thiên Ngoại lâu nghinh bát phương khách tới, làm sao, không chào đón Tả mỗ? Tả Khô hội trưởng ngược lại lơ đỉnh, chỉ là cười ha ha một tiếng. Ta Thiên Ngoại lâu nghinh bát phương khách tới không sai, bất quá người Khô lâu hội cùng ta Thiên Ngoại lâu đều là tổ chức sát thủ, Tả Khô hội trưởng cũng không nên cùng ta Thiên Ngoại lâu hợp tác mới phải, âm lãnh kia thanh âm tiếp tục nói. Tả Khô hội trưởng cười nói, ta Khô lâu hội tuy là cùng Thiên Ngoại lâu đều là tổ chức sát thủ, nhưng ta Khô lâu hội chỉ là Nam Nguyên thành một ít tiểu tổ chức sát thủ mà thôi, chỉ ở Nam Nguyên thành cắm rễ, sinh tồn, làm sao có thể cùng Thiên Ngoại lâu so sánh. Thiên Ngoại lâu sau lưng Thiên Ngoại Thiên, chính là toàn bộ vũ trụ hải trong đỉnh cấp tổ chức sát thủ, ta Khô lâu hội tại Thiên Ngoại lâu trước mặt, bất quá là trăng sáng trước đom đóm thôi. Thiên Ngoại lâu, vũ trụ đỉnh cấp tổ chức sát thủ Thiên Ngoại Thiên phân bộ. Thiên Ngoại Thiên, chính là toàn bộ vũ trụ hải đều tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thế lực, có cực kỳ khủng bố bối cảnh, nghe đồn, cùng vũ trụ hải trong một ít cổ xưa đại thế lực đều có liên hệ, thật bất phàm. Mà Nam Nguyên thành Thiên Ngoại lâu, lại là Thiên Ngoại Thiên tại Nam vũ trụ hải một cái phân bộ. Giống như Thiên Ngoại Thiên như vậy tổ chức sát thủ, nếu có thể ở vũ trụ hải trong có như thể danh tiếng, tự nhiên như vạn cổ các một dạng, các loại sinh ý đều phải làm, bởi vậy tại vũ trụ hải rất nhiều địa phương đều có phân bộ. Những thứ này phân bộ đồng dạng đều là dùng để kiếm lấy vũ trụ hải cách xù lợi nhuận, đồng thời cũng dùng đến tìm hiểu tình báo, bồi dưỡng người mới nơi. So với Thiên Ngoại lâu như vậy tổ chức, Khô lâu hội mặc dù tại Nam Nguyên thành có không kém uy danh, nhưng trên thực tế song phương căn bản không ở một cái tầng cấp trên. Đương nhiên, chỉ là tại Nam Nguyên thành mỗi cái địa phương nhỏ như vậy, Khô lâu hội có thể đặt chân nơi đây, tự nhiên cũng có bản thân sinh tồn chỉ đạo. Ha ha, có ý tứ, âm, kèm theo thanh âm rơi xuống, một đạo đen kịt thân ảnh bỗng nhiên tại Tả Khô hội trưởng xuất hiện trước mặt. Chẳng biết Tả Khô hội trưởng lần này đến đây, cuối cùng vì chuyện gì? Bóng đen này nhàn nhạt nói, hôm nay Nam Thành môn một chuyện, Thiên Ngoại lâu hắn nghe nói qua chứ? Tả Khô hội trưởng cười nói, Tả Khô hội trưởng lại là muốn ta Thiên Ngoại lâu thay ngươi giải quyết hai người kia. Bóng đen cười nhạo, Tả Khô hội trưởng nếu có tự tin, tại Nam Thành môn lại trực tiếp động thủ, cần gì phải chạy tới nơi này? Hay là nói, cho là ta Thiên Ngoại lâu là người ngu, muốn đem ta Thiên Ngoại lâu sử dụng làm thương? Tả Khô sẽ cười dài, này nói chuyện gì, Thiên Ngoại lâu xem như đối bên ngoài tổ chức sát thủ, chẳng lẽ có sinh ý cũng không làm? Sinh ý, bóng đen nhìn về phía Tả Khô, híp mắt lại, có làm ăn, vậy ta Thiên Ngoại lâu đương nhiên muốn làm sao, Tả Khô hội trưởng là muốn tại ta Thiên Ngoại lâu treo giải thưởng hai vị kia đầu người. Nếu như đây, Tả Khô cười híp mắt nói, chẳng biết Thiên Ngoại lâu ra giá bao nhiêu. Bóng đen cười lạnh nói, 100 vạn đế tinh, chỉ cần Tả Khô hội trưởng nguyện ý cho ra 100 vạn đế tinh, ta Thiên Ngoại lâu lại đáp ứng giết kia Tần Trần. Cái gì, 1 triệu, Tả Khô hội trưởng đồng tử co rụt lại, sắc mặt khó coi, tại sao đắt như thế? Cần biết, hắn Khô lâu hội huyết mãng đại đế tích góp từng tí một nhiều năm như vậy, trên thân có thể đem ra được cũng bất quá 50.000 đế tinh mà thôi, tuy là rất nhiều đều là trong tu luyện tiêu hao, nhưng sẽ 100 vạn đế tinh, tuyệt đối là một cái vô cùng to lớn chữ số. Đem hắn Khô lâu hội bán, cũng bất quá chính là cái giá này mà thôi, 100 vạn, không nhiều lắm. Bóng đen lạnh lùng nói, Tần Trần lai lịch bí ẩn, trong nháy mắt, liền lấy ra đi ngươi Khô lâu hội huyết mãng đại đế. Cùng Ngô Ngỗi đại đế chỉ tâm, loại thủ đoạn này, tuyệt đối là trung kỳ đỉnh phong cấp đại đế mới có thể có thủ đoạn, lại thêm người này am hiểu là không gian nhất đạo, muốn đem chém giết, độ khó sợ là so với bình thường đại đế muốn khó hơn một ít, 1 triệu, không nhiều lắm. Huống chi, người này cũng không sợ người Tả Khô hội trưởng, lại không nói hắn là phô trương thanh thế hay là thật có thực lực, ta Thiên Ngoại lâu nhất định phải cẩn thận, coi hắn là thành cùng người Tả Khô hội trưởng đồng nhất cấp bậc cường giả để đối đãi, giết hắn một cái, độ khó tương đương với tiêu diệt người Tả Khô biết, 1 triệu đế tinh các hạ còn cảm thấy nhiều không? Tả Khô hội trưởng vẻ mặt u ám, Thiên Ngoại lâu, thật đúng là biết tính sổ. Bóng đen nhàn nhạt nói, với lại, đây vẫn chỉ là kích sát Tần Trần một người giá, nếu ngay cả Gia La Tát cùng kích sát, còn phải thêm tiền. Chỉ là một người giá, Tả Khô hội trưởng híp mắt, còn muốn tăng thêm ít. Kích sát ra La Tát tương tự cũng là 100 vạn đế tinh. Tả Khô hội trưởng thẳng đứng lên, lạnh giọng nói, Gia La Tát bất quá sơ kỳ đỉnh phong đại đế, cũng muốn 100 vạn. Gia La Tát tu vi là không cao, nhưng là đến từ khoa mạc đa thú nhất tộc, mặc kệ hắn là không phải khoa mạc đa thú nhất tộc nhân vật trọng yếu, chỉ cần giết hắn, ta Thiên Ngoại Lâu liền phải thừa nhận cái này nhân quả, 1 triệu đế tinh, còn cảm thấy nhiều không? Khoa mạc đa thú nhất tộc nhân quả, cũng không phải là bất kỳ thế lực nào đều có thể thừa nhận. Ha ha, ha ha ha, Tả Khô hội trưởng vẻ mặt u ám nửa ngày, đột nhiên thì cười rộ lên, có ý tứ, khó trách Thiên Ngoại Lâu tại đây vũ trụ hải có thể làm lón như vậy, quả nhiên bất phàm. Bóng đen cau mày nhìn Tả Khô hội trưởng, ta cho Thiên Ngoại Lâu 50.000 đế tinh. Tả Khô hội trưởng cười lạnh, ta cũng không cần ngươi Thiên Ngoại Lâu thay ta giết kia Tần Trần, chỉ cần Thiên Ngoại Lâu tìm hiểu ra thực lực đối phương cùng thủ đoạn cuối cùng tại cái gì cấp độ, thế nào? 50.000 đế tinh, tìm hiểu ra thực lực đối phương. Bóng đen thẳng đứng lên, Tả Khô hội trưởng, ngươi chẳng lẽ đang đùa ta Thiên Ngoại Lâu? Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên tràn ngập ra. Tả Khô hội trưởng, sắc mặt đạm định, sừng sững bất động nói, ta sao dám đùa giỡn ngươi Thiên Ngoại Lâu. 50.000 đế tinh mặc dù không nhiều, nhưng chỉ cần tìm hiểu ra đối phương thủ đoạn, không khó lắm chứ. Thiên Ngoại Lâu cao thủ nhiều như mây, chẳng lẽ liền này cũng làm không? Được, ngoài ra, Tả Khô hội trưởng cười nhìn theo bóng đen, trừ này 50.000 đế tinh bên ngoài, nếu Thiên Ngoại Lâu có thể làm đến chuyện này, ta nguyện cùng Thiên Ngoại Lâu chia đôi một cái tình báo. Chia đôi tình báo, không sai, Tả Khô hội trưởng cười nói, tình báo này, quan hệ ta Nam Vũ trụ hải đã từng một vị đại năng, một khi truyền đi, sợ là có thể dẫn tới toàn bộ Nam Vũ trụ hải oanh động, thậm chí rước lấy Ung quốc cùng thần quốc thế lực ngấp nghé, ta tin tưởng Thiên Ngoại Lâu đối tình báo này, khẳng định cảm thấy hứng thú. Ồ, bóng đen híp mắt lại đến, một cái có thể để cho toàn bộ Nam Vũ trụ hải oanh động, để thần quốc ngấp nghé tình báo. Vậy sẽ là cái gì? Chẳng biết Thiên Ngoại Lâu có đáp ứng hay không? Tả Khô hội trưởng ngồi ở đó, tay phải nhấc một cái, đột nhiên xuất hiện một cái chén trà, chậm rãi quát, thần sắc tự nhiên. Bóng đen ánh mắt biến ảo mấy lần, bỗng nhiên, hắn hơi sững sờ, chốc lát gật đầu nói, được, ta Thiên Ngoại Lâu đáp ứng. Tả Khô hội trưởng mặt lộ vẻ ý mừng, lúc này đứng lên, cười ha ha nói, Thiên Ngoại Lâu quả nhiên thẳng thắn, nơi này là 50.000 đế tinh, ta Tả Khô liền yên lặng chờ Thiên Ngoại Lâu tin tức tốt. Để xuống một cái không gian bảo vật, Tả Khô hội trưởng chuyển thân lúc này rời đi. Rời khỏi Thiên Ngoại Lâu sau, Tả Khô hội trưởng hí mắt nhìn phía xa Thiên Ngoại Lâu, trong con người có lãnh mang nở rộ. Có Thiên Ngoại Lâu xuất thủ, muốn biết rõ ràng tiểu tử kia thực lực, sợ là cũng không khó, đến lúc đó, ta mất đi, cũng phải làm cho tiểu tử này, thành bội trả lại cho ta. Tả Khô hội trưởng lạnh giọng nói, theo hắn, Tần Trần như vậy một cái cao thủ trên thân, đế tình tuyệt sẽ không ít, chỉ cần biết rõ đối phương tình báo, ha ơ lại có thả dám, phục giết Tần Trần, mà không cần lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn, còn vô không thần thụ tình báo. Tả Khô hội trưởng trong lòng thở dài, La gia người đã bị Thái Nhất Thánh Địa người tiếp nhận, chỉ dựa vào ta Khô Lâu hội, sợ là rất độc chiếm đến bảo này. Thiên Ngoại Lâu mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng ít ra uy tín không sai, nếu hợp tác với Thiên Ngoại Lâu, này vô không thần thụ tự nhiên y nguyên trốn không thoát lòng bàn tay ta. Tại đây vũ trụ hải, tổ chức sát thủ mặc dù là người khinh thường, nhưng ít nhất phải làm chuyến đi này, liền phải coi trọng chữ tín, tin dùng giá trị, so cái gì cũng phải lớn hơn. Làm một tại toàn bộ vũ trụ hải đều có uy danh hiển hách thế lực, Tả Khô hội trưởng không lo lắng Thiên Ngoại Lâu sẽ vì vô không thần thụ, mà hủy diệt bản thân rất nhiều kỷ nguyên tạo dựng lên uy tín. Hiện tại chính là yên lặng chờ tin tức, Tả Khô hội trưởng ánh mắt trong thoáng qua một ít sát ý, sải bước ra, bỗng nhiên biến mất. Thiên Ngoại Lâu chỗ sâu, lúc này đen ảnh nhất chợt hiện, cũng là đi tới một tòa mộc mạc bên trong căn phòng. Cả phòng, rỗng tuếch, chỉ ở trung ương nhất địa phương, có một cái bồ đoàn, tại khi trên bồ đoàn, một tên người thanh niên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tại hắn hai chân trên, hoành một thanh cổ kiếm. Bóng đen xuất hiện, lúc này hướng về phía người thanh niên khom lưng hành lễ, chắp tay nói, thiếu chủ, chúng ta hà tất vì 50.000 đế tinh, mà đáp ứng Tả Khô. Người thanh niên này, mới là này Nam Nguyên Thành Thiên Ngoại Lâu lâu chủ. Nghe vậy, người thanh niên mở hai mắt ra, một đạo hư vô tia chớp theo hắn trong con ngươi nở tộ ra. Bóng đen vội vàng cúi đầu, tại người thanh niên dưới ánh mắt, hắn cả người da thịt lại là cảm thụ được nhẹ nhẹ đau đớn cảm giác. Không khỏi trong lòng thán phục, thiếu chủ thực lực, quả thực là càng ngày càng đáng sợ. Thanh niên ánh mắt mờ nhạt, bình tĩnh nói, ngươi không cảm thấy, một vị không gian chi đạo chấp trưởng giả, rất thích hợp ta Thiên Ngoại Lâu sao? Đen ảnh nhất giật mình, không gian chỉ đạo, là thích hợp nhất ám sát vũ trụ hải đại đạo, nếu là có thể moi ra một nhân tài như vậy, đối với ta Thiên Ngoại Lâu cũng có ít chỗ tốt. Huống chỉ, Tả Khô hội trưởng chỗ nói tình báo, bổn lâu chủ có chừng chút giải khai, nếu thật có thể lấy được, đối với bản lâu chủ mà nói, ngược lại cũng có không nhỏ ích lợi. Bóng đen đồng tử co rụt lại, thiếu chủ truyền thừa, cực bất phàm, có thể để cho thiếu chủ đều có không nhỏ ích lợi, vậy khủng bố. Thuộc hạ hiểu, thế nhưng, phái này ai đi đây? Liền phái Ảnh Nhất đi đi, nói thực lực và chạy thoát thân năng lực, ta Thiên Ngoại Lâu rất nhiều sát thủ trong, Ảnh Nhất thuộc hạng nhất, này Nam Nguyên Thành có thể lưu hắn lại người không nhiều lắm, để cho hắn xuất thủ, thăm dò ra Tần Trần thực lực, cũng không thành vấn đề. Người thanh niên nhàn nhạt nói, bóng đen cau mày, nhưng Ảnh Nhất còn ở bên ngoài thực thi nhiệm vụ. Đưa tin hắn lại, thanh niên nhàn nhạt nói, đúng, bóng đen hành lễ, âm thầm thở phào, Ảnh Nhất xuất thủ vậy không có vấn đề, tìm hiểu ra thực lực đối phương vậy tất nhiên là dễ dàng, này 50.000 đế tỉnh tương đương cho không.